Thưa quý vị, sau vụ việc học sinh tử vong do bị bỏ quên trên xe tại Hà Nội, những tưởng sẽ không còn lặp lại tình trạng tương tự. Nhưng rồi lại có chuyện cũng tại Hà Nội. Một nam sinh trường tiểu học Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội được cho là ngủ quên trên xe và không ai gọi em dậy. Rất may là em học sinh này đã kịp tỉnh dậy và gọi kêu cứu. Do ngủ quên và cũng không có ai gọi xuống xe khi xe đến trường. Nhưng may mắn là cậu bé Trần Hiển Minh, học sinh lớp 4D trường tiểu học Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tỉnh dậy chỉ ít phút sau và đập cửa kêu cứu. Con đi học từ 6 giờ và lúc con trên xe thì con ngủ đi rồi. Lúc con dậy thì con thấy mình đang ở trên xe nhưng không có ai rồi. Đại diện trường tiểu học Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, xe đưa đón học sinh là do gia đình tự thuê và nhà xe cũng đã có cam kết đảm bảo an toàn. Theo Phòng Giáo dục Đào tạo quận Nam Từ Liêm, quy định an toàn về xe đưa đón học sinh đã được chỉ đạo sát sao. Đặc biệt là sau vụ việc xảy ra tại trường Gateway, học sinh bị bỏ quên trên xe. Tuy nhiên, xe do phụ huynh tự thuê nên việc kiểm soát quy trình đưa đón học sinh rất khó. Tuy nhiên, đây tiếp tục là bài học cảnh tỉnh các nhà trường, đặc biệt là phụ huynh trong việc thuê xe đưa đón con em đi học.